Trong số hàng triệu trái tim đồng bào đang hướng về thủ đô Hà Nội, có gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhung ở phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Những ngày qua, gia đình mẹ đã không kìm được sự xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nhà thăm và tặng quà. Đó là niềm vinh dự mà con cháu của mẹ lấy đó làm động lực để tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho quê hương. 10 năm trước, cũng vào dịp cả nước kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thì tại căn nhà số 162 trên 2 trên 13, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, những người trong gia đình này đã vinh dự được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm hỏi, tặng quà. Những hình ảnh của ngày trọng đại năm ấy càng làm cho những thành viên trong gia đình, thân quyến, mẹ Việt Nam anh hùng, võ thị nhung càng thêm xúc động, nghẹn ngào khi tưởng nhớ đến tổng bí thư nghe tin của bác bác trọng mất thì cái gia đình cũng vô cùng thương tiếc để nhớ lại những hoài niệm của bác đến thăm bà mẹ việt nam anh hùng thì tôi cũng có đăng lên cái những cái kỷ niệm về bác đến thăm của gia đình đã cái đó là sự tri ân của gia đình của gia đình đối với gia đình của chính sách và mà mẹ việt nam anh hùng thì cái đó là để tưởng nhớ tới bác thì có cái tấm hình của của mẹ giữa nam anh hùng với bác trọng ấy thì từ đây sẽ là gia đình sẽ tưởng nhớ là thờ phụng bác hôm nay cách về lắm rồi nhưng không quên được bác hôm nay nói tang bác con không ra được hà nội cũng tại nơi này chính nơi bác đã đến thăm và bắt tay chia sẻ Muốn nhớ lời bác, muốn nhớ những lời căn dặn hãy thực hiện tốt và phấn đấu cho dân giàu nước mạnh. Rừng rừng nước mắt khi theo dõi truyền hình trực tiếp lễ quốc tang, các thành viên đều tiếc thương bác Nguyễn Phú Trọng, vị Tổng bí thư đức độ, tài năng, gần dân, gắn bó với nhân dân và luôn quan tâm đến gia đình chính sách, gia đình có công với đất nước do chưa có điều kiện ra thủ đô đưa tiễn bác, nên những người con trong gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhung đã quyết định thờ phụng sớm hôm nhan khói để ghi nhớ công ơn Tổng Bí Thư. Đó cũng là nguyện vọng tấm lòng của cả gia đình hướng về vị Tổng Bí Thư đáng kính. Do điều kiện ở xa, nhiều người dân cũng bày tỏ bằng những hình ảnh chia sẻ trên các trang mạng như là zalo facebook mà về những hình ảnh bác nói à, dự với người dân à, hôm nay thì chúng tôi cũng đến đây hấp nén nhang tưởng nhớ lại những hình ảnh của bác tổng bí thư nguyễn phú trọng à, đã đến thăm à, bắt tay từng người dân cũng như là cán bộ ở khu vực Phượng thới thì cũng quyết tâm thực hiện tốt những lời căn dặn của bác à, làm sao để phát huy hơn nữa vai trò của cán bộ đảng viên số đông là cuộc chiến binh và những à, gia đình chính sách trên địa bàn trong niềm tiếc thương vị Tổng Bí thư hết lòng vì nước, vì dân, các thành viên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của gia đình, ra sức phấn đấu học tập noi theo tấm gương tiêu biểu mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.